Nước chủ nhà của SEA Games 32 là Campuchia từng khiến người hâm mộ thể thao xôn xao khi loại bỏ khá nhiều bộ môn Olympic khỏi chương trình thi đấu. Đáng chú ý là cả bắn súng và bắn cung đều không có tên. Quyết định được đưa ra vì đoàn thể thao Campuchia không có cơ hội cạnh tranh huy chương ở những nội dung này. Tuy nhiên, đoàn thể thao Việt Nam thì ngược lại bởi các môn thể thao này được đánh giá là sở trường và là mỏ vàng của Việt Nam. Ngoài những lý do khách quan từ phía ban tổ chức SEA Games 32 của chủ nhà Campuchia, cũng có nhiều vận động viên đẳng cấp của Việt Nam từng giành huy chương vàng SEA Games 31 cũng không thể góp mặt ở giải đấu lần này. Phạm Thị Hồng Thanh, môn cử tạ. Trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 không có tên của đô cử Phạm Thị Hồng Thanh. Điều này được dự đoán trước bởi trong tháng 5, Liên đoàn cử tạ châu Á tổ chức giải vô địch châu Á năm 2023 ở Hàn Quốc. Giải đấu này nằm trong hệ thống tính điểm trao suất Olympic Paris 2024. Vì thế, đội tuyển cử tạ Việt Nam phải phân chia lực lượng để tham dự cùng lúc SEA Games 32 và giải vô địch châu Á năm 2023. Phạm Thị Hồng Thanh được định hướng sẽ tiến xa ở đấu trường châu lục nên không tham dự SEA Games 32, qua đó tập trung cho giải vô địch châu Á. Tại SEA Games 31, Hồng Thanh giành huy chương vàng hạng cân sau 4kg nữ và phá cả 3 kỷ lục các nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. Trần Quyết Chiến và Dương Quốc Hoàng môn bia. Theo quy định của bộ môn bia và snooker Việt Nam, những tay cờ có thứ hạng cao tại giải vô địch quốc gia 2022 sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự tại SEA Games 32. Hai cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự sẽ đại diện cho đội tuyển bia Việt Nam thi đấu ở nội dung carom 3 băng. Trong khi đó, cơ thủ Trần Quyết Chiến đã để thua Nguyễn Hữu Thanh ở vòng tứ kết giải vô địch quốc gia 2022 nên sẽ không có tên trong danh sách tham gia. Cũng vì không thể góp mặt tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2023, nên Trần Quyết Chiến cũng không thể bảo vệ được tấm huy chương vàng nội dung bia carom 3 băng từng đạt được trên sân nhà. Tương tự như Trần Quyết Chiến, tay cờ hàng đầu ở nội dung pool là Dương Quốc Hoàng cũng không có tên trong danh sách tham dự SEA Games 32 khi để thua tại giải vô địch quốc gia 2022. Đại diện ở nội dung pool Việt Nam sẽ là Tạ Văn Linh, Nguyễn Anh Tuấn và Lương Đức Thiện. Lò Thị Hoàng, môn ném lao. Tuyển thủ ném lao Lò Thị Hoàng sẽ vắng mặt tại SEA Games 32 bởi cô gặp phải chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải khi tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2022. Ngay sau đó, nữ vận động viên phải bên bàn phẫu thuật để điều trị chấn thương. Lò Thị Hoàng hiện lưu trú tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam để các bác sĩ thuận lợi trong việc kiểm tra sức khỏe vết mổ sau phẫu thuật. Sau khi đủ điều kiện, cô sẽ thực hiện phục hồi trị liệu. Tại SEA Games 31, vận động viên người Sơn La giành huy chương vàng ném lao và phá luôn kỷ lục Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Các bộ môn bị cắt giảm khỏi chương trình thi đấu. Môn canoeing và rowing mang về 16 tấm huy chương vàng ở SEA Games 31. Tuy nhiên, năm nay, chủ nhà cắt hai môn thể thao Olympic này và đưa vào chương trình thi đấu môn jet ski và đua thuyền buồm truyền thống. Môn cờ vua cũng bị loại khỏi SEA Games 32. Môn này mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 7 huy chương vàng ở kỳ đại hội năm 2022. Vì thế, các kỳ thủ đẳng cấp như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn không có cơ hội tranh tài ở SEA Games này. Ở SEA Games 32, ban tổ chức thay thế cờ vua bằng môn cờ ốc với nhiều nét tương đồng cờ vua. Tuy nhiên, đây là môn thể thao thế mạnh của chủ nhà Campuchia nên rất khó để đội tuyển cờ ốc Việt Nam đạt thành tích tốt. Môn Courage mang về 7 huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, nhưng năm nay không xuất hiện trong chương trình thi đấu. Các môn bắn súng, 7 huy chương vàng, thể hình 5 huy chương vàng, Muay Thái, 4 huy chương vàng, bóng ném, 3 huy chương vàng, cũng đều bị cắt bỏ khỏi SEA Games 32.